muốn chứng minh hai mặt phẳng này vuông góc với nhau, ta chỉ cần chứng minh đường vuông với mặt. Thì bắt đầu thấy cái mặt OAB không, liệt kê hết tất cả các đường có thể nè, OA, OB, AB, chốt liệt kê luôn cái đường trong cái mặt này nè, OB, OC, B, BC, chốt chọn mặt nào để kiếm được đường quyền của mình. Bây giờ lại sẽ chọn được mặt OAB, kiếm cái đường nào mà cảm giác vuông nhiều nhất coi, đó là O gì, OA, chứng minh OA vuông với là OB, BC. Bắt đầu ta có OA vuông với gì, nhìn vô đây mà nói OA vuông với OB, OA vuông với OB giả thuyết, chốt tiếp OA vuông với OC giả thuyết, OA OB với OC cắt nhau tại đâu, cắt nhau tại O, và OA OB cắt nhau tại OC, OB OC chứa trong đâu, trong mặt OBC, OBC suy ra bốn cái này OA vuông với mặt gì, OBC mà OA chứa trong đâu, trong mặt OAB, OAB suy ra hai mặt đó vuông góc, hiểu không?